Rồi, xin chào anh chị các bạn. Hôm nay em đang ở Mitsubishi Bắc Ninh. Các bác có thể nhìn thấy đây. Xe về trên kho ở trong nhà. Không lo mưa nắng, phải nói là rất là nhiều xe. Xe bọn em chuẩn bị giao cho khách này. Thì hôm nay cuối tháng 7 rồi, 19 tháng 7 cũng còn khoảng 20 15 ngày nữa là mình đâu đó vào khoảng tháng Âu. Thì anh chị có nhu cầu mà mua xe đi trước không? Cần xe sẵn ra ngay. Đấy, đặc biệt là với cái dòng chủ đạo là X-Force và X-Bander thì có thể tham khảo và xem hết video này giúp em. Thì em sẽ cập nhật cái giá bán của cái các đầu xe của X-Force và X-Bander. Đấy, trước mặt mình đây là bản GLX ạ. Mình nhìn mâm đúc 17 inch như này thấy ngay đúng không ạ? Thì thời điểm này với các bác mà lần đầu tham khảo thì X-Force nó có 4 phiên bản ạ. Bản thấp nhất là bản tiêu chuẩn GLX thì nó khá tối giản về cái nội ngoại thất, ví dụ như là mâm đúc không có đèn sương mù đúng không ạ, nội thất thì bị tinh giản đi một chút ạ. Tiếp theo là bản exit thì sẽ được nâng cấp một chút về ngoại thất, ví dụ như là la răng phay giống hai trên phiên bản cao, đó là điểm cơ bản dễ nhận thấy nhất. Tuy nhiên thì cái nội thất nó sẽ giống với phiên bản GLX ạ. Bản thứ ba là bản premium thì được nâng cấp toàn bộ về nội ngoại thất, ví dụ như là nội thất mình có thêm đèn led nội thất này, vải vải nội thất ở phía trong cũng rất là đẹp, một cái mới hoàn toàn. Và phiên bản cuối cùng là phiên bản Ultimate thì mình được nâng cấp về ADAS và cốp điện. Đó, thì về giá bán thì em sẽ đi thẳng về giá bán luôn. Và với phiên bản GLX thì giá niêm yết hiện nay đang là 599 triệu. Các bác mua thanh toán thực tế thì nó chỉ đâu đó vào khoảng 560 triệu. Và với cái mức giá này thì các bác được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ cũng như là một gói phụ kiện theo xe. Giá này thì bọn em báo cũng rất là sát giá rồi. Anh chị có nhu cầu thì cứ alo cho bên em tư vấn thêm. Thì với giá này 560 triệu, các bác lăn bánh ở Hà Nội chuẩn bị giúp em vào khoảng 657 triệu. Và các bác ở Sài Gòn 645. Với các tỉnh thu thuế 12%, ví dụ như là Quảng Ninh, Lào Cai đó, thì là mình sẽ dao động vào khoảng 637 triệu. Và với các tỉnh thu thuế 10% thì là 625 triệu như ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Đó là với phiên bản thấp nhất bản GLX ạ. Bản tiếp theo bản Exit. Exit thì đang niêm yết ở mức giá là 640. Các bác mua thời điểm này thì giá bán bọn em đang bán thanh toán thực tế là 596 triệu đồng, vẫn tặng phụ kiện bảo hiểm như là GLX. Bản này thì hơi kẹt khách hơn một chút ạ. Thì các bác lăn bánh thực tế ở Hà Nội nó sẽ dao động khoảng 698 triệu, gần 700 triệu. Và với các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang thuế 10% thì sẽ là 665 triệu đồng. Đấy, bên em thì rất là đầy đủ màu sắc trắng, đen, đỏ, vàng cam, 5 màu của X-Force. Các bác mua thì cứ đến đây xem xe thực tế. Rồi ạ, bản phiên bản bán chạy bản Premium, đây là một phiên bản bán rất là tốt, bản cao cấp và đầy đủ những tính năng. Ok, em sẽ đi nội thất của bản Pre đi cho các bác xem. Quay ngoại thất, bản Pre thì đang được niêm yết ở mức giá 680 triệu. Các bác mua thực tế thời điểm này nó chỉ đâu đó vào khoảng tầm 650 và có thể gia lộc thêm một chút ạ. Vẫn có bảo hiểm, vẫn có đầy đủ. Đấy ạ, thì mình có thể phân biệt khi mà mở ra là có nội thất vải này. Đấy, bản Ultimate này sẽ có loa Yamaha đúng không ạ? Đây có đầy đủ màn hình 12 inch các thứ rồi. Giá bán thực tế là khoảng 650 thì các bác lăn bánh ở Hà Nội nó sẽ dao động vào khoảng 755 triệu đồng. Các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang, các tỉnh lân cận thì chuẩn bị giúp em đâu đó vào khoảng 700, hơn 720 một chút là mình có thể lăn bánh cái mẫu X-Force bản Premium, bản gần như là đầy đủ rồi. Cuối cùng thì mình có thể tham khảo bản Ultimate. Bản Ultimate với sự nâng cấp về ADAS này, loa Yamaha này, cốp điện này. Đấy, thì giá niêm yết chỉ là 705 triệu. Tuy nhiên thì giá bán thực tế thời điểm này đã giảm đi khá là nhiều rồi. Các bác mua thực tế bây giờ chỉ dao động vào khoảng tầm 690 thôi. Vẫn tặng đầy đủ bảo hiểm,
tặng đã bảo hiểm và gói phụ kiện theo xe. Thì với cái bản Ultimate này, các bác ở Hà Nội lăn bánh đâu đó phải gần 800, và các bác ở tỉnh địa phương Bắc Ninh Bắc Giang sẽ là 765 triệu. Cụ thể giá bán có thể thay đổi theo từng thời điểm và theo cái lượng xe còn lại. Thì anh chị có nhu cầu mua X4 trong thời điểm cuối tháng 7 như này, alo trực tiếp của bên em để được tư vấn và hỗ trợ thêm. Các bác mua trả góp thì với dòng X4 thì chuẩn bị giúp em đâu đó vào khoảng từ 200 đến 250 triệu cho cả 4 phiên bản. Thì mình có thể trả góp xe này với cái mức đóng hàng tháng gốc lãi, thời gian vay 8 năm, em ví dụ thời gian vay 8 năm là 8 đến 9 triệu đồng cả gốc cả lãi, và sẽ giảm dần theo thời gian nhé. Tiền gốc của mình đâu đó vào khoảng 5 triệu rưỡi và tiền lãi vào khoảng 3 triệu, hơn 3 triệu. Rồi cuối cùng là hai phiên bản Xpander. Thì thật ra thì Xpander nó có 4 phiên bản, nhưng mà bán chính thời điểm này em bán hai phiên bản là Xcross. Xcross thì các bác bán niêm yết nó cũng khá là cao đấy, nó tương đương với X4 Bre. Thời điểm này mà các bác mua, bọn em bán đâu đó đang là 650 triệu tiền bán thực tế ạ. Các bác ra biển với phiên bản Xcross này nó sẽ bán là khoảng 730, hơn 730. Giá này thì Xpander Cross thì bên em thương lượng được nhiều hơn. Thế ạ, còn Xpander Bre 658 triệu thì bên em chỉ bán vào khoảng hơn 620 một chút ạ, vẫn tặng đầy đủ bảo hiểm phụ kiện theo xe. Thì các bác lăn bánh chưa đến 700 triệu với cái mẫu Xpander Bre. Trả góp thì vẫn như em vừa trao đổi. Nếu anh chị có nhu cầu thì tham khảo qua, em vừa báo giá hai cái dòng xe chiến lược của Mitsubishi để mình có thể cân nhắc tham khảo thêm nhé. Rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.